Tư Ruộng Mobile.com hân hạnh tài trợ clip này. Mày là ai? Thì tao là mày chứ ai. Tao phải là tao, chứ sao mày là tao được? Mày nói đúng, thì mày là mày, tao là tao, nhưng tao vẫn là mày. Mày bị khùng hả? Tao với mày có giống gì nhau đâu mà mày là tao được. Mày nhìn kỹ lại đi, tao nghĩ tao mày giống nhau á. Giống cái cục cứt. Thiệt chứ, nhiều khi cục cứt của tao với mày cũng giống nhau nữa. Mày để tao bực bội lên rồi đó ra thằng kia. Chứ mày nhìn gương mặt tao mày tưởng tao không đang bực hả? Bây giờ mày muốn chơi không? Tao chơi với mày luôn á. Mày muốn chơi sao đây? Ở đây chật hẹp lắm, hẹn chỗ khác chơi đi. Được, chỗ nào? Tao hẹn mày 4 ngày nữa ở số 100A Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh. Chỗ đó cũng rộng rãi lắm, tao mày chơi thoải mái. Tư Ruộng Mobile.com chứ gì? Mày hẹn tao tới đó làm chi à? Liên quan gì tới chuyện tao mày chơi nhau? Tao đâu có hẹn dữ vậy hả? Chứ sao mày hẹn tao ở đó? Chứ mày muốn chơi mà. Tao tới đó để kiếm vài cái laptop hoặc vài cái smartphone lên mạng để tìm hiểu xem tại sao mày là tao mà tao là mày. Cũng được, 4 ngày nữa chứ gì phải không? Đúng rồi, hẹn mày 4 ngày nữa đó. Tao sẽ chứng minh cho mày xem tại sao mày là tao mà tại sao tao là mày. Được, mày phải chứng minh cho đàng hoàng. Bởi tao nghĩ tao đâu có xấu dữ dội giống như mày gì đâu chứ. Ước gì mày có thể nhìn thấy được gương mặt của mày. Gương mặt tao sao? Mặt mày đẹp lung linh qua lá hẹ luôn á. Mày đi gớm. Ok, bây giờ tao đi nha, thằng mày là tao. 4 ngày nữa gặp mày nha con quỷ. Hãy đến với Tư Ruộng Mobile.com để cập nhật những sản phẩm đỉnh cao, uy tín và chất lượng nhất.